mình nói vậy á. À, dòng 16 thua đúng không? Rồi ok. Có G4 luôn nhưng mà có G4 luôn nhưng mà lại thua mấy anh em. Có G4 Xenos luôn vô phát sóc đam liền luôn, hình như là thua tấp, tôi nghĩ là thua tấp thôi. Đúng rồi, thua tấp. Có điên bóng chống sóc đam luôn nhưng mà có bơm mới nổ xuyên khiên điên bóng mấy anh em. Rồi nhìn đội hình rất là lực. Mẹ đội hình hơi bị lực luôn nha, bạc nổ luôn không? Chưa. À đi trước luôn mẹ. Trời ơi, đi trước đi win luôn kìa nhưng mà vẫn thua à. Đi trước luôn kìa. Trời đi trước luôn kìa mấy anh em. Đi trước luôn kìa. Rồi đi trước luôn kìa. Nổ vô bên kia, hành động cái nổ luôn nè. Bạc. Ủa chưa rồi, chưa hết full up à. Trời ơi, chồng thiếu đốt dữ lắm rồi nha. Ao tóc luôn mà, ao tóc nguyên hàng luôn mà. À, nổ rồi đó. À, nổ trắng cây mà sao cảm giác không vô máu ta. Rồi đó, nổ trắng. Trời ơi. Hay là từ. Nếu như tôi nhìn không lầm, với cái góc độ của tôi liếc qua thì mấy anh em có thể coi lại giùm tôi, nó là 2.9 tỷ. Mấy anh em coi lại giùm tôi đi, tôi nếu như tôi nhìn không lầm thì chính xác nó là 2.9 tỷ, không sai được đúng không? Mấy anh em nào đang coi trên máy tính, mấy anh em có thể tua lại giùm tôi khoảng cỡ tầm 20 giây trước thì nó là 2.9 tỷ đúng không? Hay là 2.9, không thể nào 2.9 mà 6 con nó vô hết được, phải là 2.9 tỷ. Đúng không? 2.9 tỷ đúng không? Ờ. 2.9 tỷ là trong khi đó là trước đó là con Sivu đã bị con G4 dồn vô siêu bất khúc rồi. Nếu như là đủ 6 con luôn thì ít nhất nó phải hơn 3 tỷ. Ôi ơi má nó. Giờ mới thấy được đam nó quỷ. Để coi thử đam nội thương dồn bao nhiêu, để coi thử là tới phiên đây bên đây dồn đam nè. Chưa, Sivu nó chưa dồn mấy anh em ơi, Sivu chưa đá mấy anh em. Chưa. Đang đặt câu hỏi tại sao thua nè. Có lẽ sóc đam à, mà sóc đam mà đâu có skill đâu, đâu có skill để đá cho nó vô hết siêu bốn khúc đâu. Nếu như thay con điên bóng bằng con skill là win rồi. Đội hình bên đây, đội hình bên đen đỏ mà xây thay con điên bóng bằng con skill là win rồi. Rồi skill đá sạch banh luôn. Rồi. Bạc à, nổ nội thương chết luôn. Không có kết thúc được tại vì bên kia nó có tinh thông mấy này. Bên kia nó có tinh thông. Bạc nổ sát thương. À, bơm nó vỗ thêm con lớp. Bên kia nó có tinh thông. Nếu như thay con điện bóng mà con chịu là win rồi. Why? Trời ơi. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu, mẹ gần 3 tuần coi, mẹ tuần thứ 3 coi meta đam DOT thì cuối cùng cũng thấy được đam của Xenos. Ờ nhưng mà mấy ông CMC, mấy ông đừng lấy G4 nha mấy em nội. Đam này đam của Xenos đó, chứ mấy đam của G4 đâu nha mấy em nội. À đúng rồi, có đam G4 boost chưa nữa. Nha, cái này là có đam của G4 boost cho nữa, nhưng mà mấy ông đừng lấy G4 nha, tôi lạy mấy ông á. Mấy này đang cụm củ nha mấy ông nội, chơi CMC mấy ông đừng lấy G4 nha, tôi xin mấy ông á, mấy ông lấy con, mấy ông lấy Siriu, mấy ông chơi đi, đừng lấy G4 nha, đừng thương tôi. Mấy ông lấy G4 giờ mấy ông nuôi không kịp đâu. Rồi ok, mai tôi sẽ đăng trận này lên sớm. Hoài mẹ đó, phải đi mò vậy mấy anh em, phải đi, phải gọi là đi tìm ra những gọi là nhân tố bí ẩn không, mấy anh em hiểu không?